Nhiều tháng qua, người dân thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ bức xúc khi tuyến đường liên huyện Văn Giang Yên Mỹ bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho đời sống của nhân dân. Tuyến đường liên huyện Văn Giang Yên Mỹ có chiều dài gần 2 km, phục vụ đi lại của nhân dân hai huyện. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, đoạn đường qua địa phận huyện Yên Mỹ dài gần 1 km không được sửa chữa khắc phục, gây nên tình trạng ổ trâu ổ gà. Ngày nắng thì bụi bẩn, ngày mưa tạo thành các thùng vũng đọng nước lâu ngày, gây bất tiện cho người dân sinh sống bên đường và nguy hiểm cho người và phương tiện khi đi lại trên tuyến đường này. Đường xuống cấp ghê gớm, sinh hoạt là toàn bộ phải đóng cửa và ngồi uống nước với nhau này có khi cũng phải bịt khẩu trang. Đi lại tuyến đường này về tai nạn là cũng rất nhiều do cái tránh những hôm mưa gió. Cùng một tuyến đường nhưng một nửa tuyến đã được huyện Văn Giang trải bê tông sạch đẹp, còn một nửa thuộc địa phận huyện Yên Mỹ thì xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù nhân dân đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay thực trạng trên vẫn không được xử lý, khắc phục triệt để.